Meccano, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ tư ngày 24 tháng 3. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hùng Dũng được phẫu thuật thành công, bác sĩ nói có thể mất 6 tháng để trở lại thi đấu đỉnh cao. Xin lỗi công khai, bí thư đoàn ấp ở Long An bị ngồi tù oan hơn 2 năm. Màn vượt ngục ngoạn mục của con cá bị nhốt trong chậu ở Tuyên Quang. Người trong cuộc nói gì về vụ mua bán lan đột biến gần 300 tỷ đồng? Đi rải tờ rơi tín dụng đen còn mang theo bình xịt hơi cay. Thanh niên say xỉn nằm vạ giữa đường khi bị cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn. Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy trại tị nạn làm hàng trăm người mất tích. Sập khán đài sân vận động khiến hơn 100 người bị thương ở Ấn Độ. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 24 tháng 3. Sau pha vào bóng như chém đinh chặt sắt của Ngô Hoàng Thịnh, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu tối 23 tháng 3, thì khoảng 8 giờ sáng nay 24 tháng 3, tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng đã phải trải qua ca phẫu thuật đầy căng thẳng tại bệnh viện Vạn Hạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tận tâm của các y bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, ca phẫu thuật đã thành công vào trưa cùng ngày. Bác sĩ Phạm Quốc Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực cơ xương khớp, là người phẫu thuật cho tiền vệ sinh năm 1993, cho biết Hùng Dũng bị gãy 1/3 phần dưới xương chày và xương mát. Hùng Dũng sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện để được chăm sóc khoảng 2-3 ngày sau ca phẫu thuật. Chấn thương của Hùng Dũng được các bác sĩ chẩn đoán cần ít nhất 6 tháng để hồi phục. Chiều nay, một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết qua xác minh, Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xác định có việc các bên thỏa thuận mua bán lan đột biến với tổng số tiền gần 300 tỷ đồng, nhưng đến nay chưa chuyển tiền. Theo văn bản thỏa thuận, việc chuyển tiền được thực hiện khi chủ vườn lan đột biến đất mỏ nuôi cấy, nhân giống và chăm sóc thành công 5.000 cây lan đột biến có tên Ngọc Sơn Cước. Đây là cây Ngọc Sơn Cước của em, là có giá 250 tỷ. Nhưng mà không phải giá trị hiện tại mà giá trị nhân giống sau này. Đấy, em sẽ ươm từ một mắt này sẽ ra là một cây. Đây đây, một cái lá này nó sẽ đẻ ra một mắt. Đây một cái lá này đây là cái đốt mắt, nó sẽ đẻ ra một mắt. Mà cây này sẽ cực kỳ hiếm, là mình sẽ đẻ một mắt, là một cái mắt này nó giá trị nó sẽ về giá trung bình. Còn đây là bọn em sẽ trao đổi là giá trị con giống. Và đây cái bốn cái mầm này thì nó sẽ đẻ ra được khoảng 4 mét. Mà thứ 2 cm là sẽ ra được một mắt. Những ngày qua, thương vụ giao dịch mua bán lan đột biến gây xôn xao mạng xã hội khi tổng giá trị thỏa thuận lên tới 288,5 tỷ đồng. Theo thông tin lan truyền, cây lan có tên gọi Ngọc Sơn Cước giá 250 tỷ đồng, một lá non Pleiku giá 20,5 tỷ đồng và hai lá non Cờ Đỏ giá 18 tỷ đồng. Tối 23 tháng 3, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 51 đã gặp một trường hợp say xỉn cuồng nhầy nằm vạ ra đường. Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 51 đoạn qua thị xã Phú Mỹ, khi Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện một thanh niên đi xe máy say xỉn đến mức người này đã ngồi bệt xuống đường, hai tay nắm lấy đuôi xe không cho cảnh sát giao thông dẫn vào lề đường. Do đó buộc cảnh sát cơ động phải cõng đến nơi đo nồng độ cồn. Khi được yêu cầu thổi vào ống đo, người này đã vứt ống thổi. Mất khá lâu, lực lượng làm nhiệm vụ mới đo được. Kết quả cho thấy anh này có nồng độ cồn trong máu là 1.390mg trên 1 lít khí thở, cao gần gấp 4 lần so với mức vi phạm cao nhất theo quy định. Được biết, thanh niên say xỉn là nhân viên của một công ty bảo vệ. Một thông tin cảnh báo tai nạn giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều tối 23 tháng 3, chiếc container chạy trên đường Đồng Văn Cống hướng từ Mai Chí Thọ vào cảng Cát Lái. Khi đến vòng xoay Mỹ Thủy thuộc phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức thì chạy chậm do kẹt xe. Lúc này, tài xế container bẻ lái qua phải để thoát đi. Đúng lúc này, xe đạp điện do một người phụ nữ chở theo hai cháu bé chạy tới đã bị container tông trúng. Va chạm làm cho chiếc xe đạp điện bị cuốn vào gầm trước xe container rồi bị ủi đi một đoạn. Bé gái không may lọt dưới gầm, bị bánh xe cán chết tại chỗ. Người phụ nữ bị cán nát chân, còn bé trai văng ra ngoài nên may mắn chỉ trầy xước nhẹ. Hai nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Chiều ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
để làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe máy khiến 3 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã E Tu, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy do bà Hờ Mép Eban, 47 tuổi, trú tại xã E Ba, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cầm lái, chở bà Hờ Jin Eban, 51 tuổi và cháu Y Chí Eban, 3 tuổi, chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột đi thị xã Buôn Hồ. Khi đến khu vực trên, bà Hờ Jin cho rẽ trái để sang đường thì bị chiếc xe khách chạy cùng chiều tông phải. Tai nạn làm bà Hờ Mép tử vong tại chỗ, còn bà Hờ Jin và cháu bé bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chiều ngày 24 tháng 3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai cô gái lao vào đánh nhau tới tấp trên vỉa hè ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Chứng kiến sự việc, nhiều người đi đường đã dừng lại can ngăn, giữ chặt hai người phụ nữ lại, nhưng cả hai vẫn cố lao vào nhau xô xát chửi bới. Ít phút sau, có hai nam thanh niên phi xe máy tới, tay cầm dao phóng lợn tham gia vào cuộc ẩu đả. Cô gái mặc váy đen bị một thanh niên dùng dao chém và tung chân đá mạnh vào người. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang hoàn tất hồ sơ đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xử phạt hành chính số tiền 25 triệu đồng với hai thanh niên mang theo bình xịt hơi cay đi rải tờ rơi quảng cáo cho hoạt động tín dụng đen. Người bị đề nghị xử phạt là Lê Việt Thao, 22 tuổi và Trần Huy Bình, 29 tuổi, cùng ngụ thành phố Thái Nguyên. Trước đó, hai đối tượng này đã mang theo bình xịt hơi cay đi rải nhiều tờ rơi quảng cáo với nội dung cho vay trả góp tại khu vực chợ cá phường 2, thành phố Sa Đéc. Công an khuyến cáo người dân không nên tin vào lời quảng cáo của các đối tượng này, bởi đây là những cái bẫy tín dụng đen lãi suất rất cao. Người vay dính vào là rơi vào vòng xoáy trả nợ không hồi kết, bị đe dọa thậm chí còn bị khủng bố tinh thần từ các nhóm tín dụng đen này. Ngày 24 tháng 3, đại diện các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh, huyện Cần Duộc, Long An tổ chức buổi xin lỗi cải chính công khai đối với anh Bùi Minh Lý, 32 tuổi, ngụ ấp Trung, xã Đông Thạnh, người bị ngồi tù oan hơn 2 năm. Buổi xin lỗi được tiến hành tại Trung tâm Văn hóa Cộng đồng trong khu vực trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh với sự tham dự của gia đình anh Lý, gồm cha, mẹ, vợ con và rất nhiều thân nhân, bà con lối xóm cùng luật sư Nguyễn Minh Tâm, người đã theo dõi vụ việc của anh Lý ngay từ buổi đầu khi anh mới bị bắt. Ở cái buổi cải chính xin lỗi này cho người ta rất là vui mừng, rất là vui mừng, rất là phấn khởi vì mình đã có lại cái sự trong sạch mà 7 năm qua mình đã mang phải tai tiếng. Bây giờ mình là một công dân chính thức, trở về có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Mình cũng chấp nhận cái buổi xin lỗi đó vì ai cũng có một lần sai hết, mà cơ quan nhà nước ta sai, chấp nhận sửa sai như thế. Địa phương để xin lỗi mình là điều rất là mình mong muốn rồi. Ai cũng vậy thôi, trong cuộc sống mình nên tha thứ đi, chứ đừng có đợi kéo dài thời gian đó không tha thứ với người ta thì cũng hơi khó, đúng không? Cái nào cũng vậy, mình nên mở rộng tấm lòng mình ra đi. Hiện tại, việc bồi thường thiệt hại cũng như tổn thất tinh thần đối với anh Lý đang được cơ quan chức năng thương lượng. Được biết, mức bồi thường mà gia đình anh Lý đưa ra là 3,8 tỷ đồng. Chương trình tiếp tục với một thông tin khá thú vị. Tờ Daily Mail Anh đã đăng video về một con cá dũng cảm tại Việt Nam tự tìm đến tự do khi nhảy khỏi chậu nước. Trước đó, vào ngày 18 tháng 3, một ngư dân Tuyên Quang đã bắt được con cá và thả nó vào chậu nhựa để ven đường. Con cá sau đó tự dãy và nhảy khỏi chậu nhựa đó. Khi rơi vào đường nhựa, con cá không buông xuôi mà tiếp tục dãy nhiệt tình. Sau đó, con vật đã tìm đến được nắp cống thoát nước ven đường. Cả quá trình tẩu thoát này diễn ra chỉ trong 32 giây. Chiều nay, 63 cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đã lên đường để thay thế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 triển khai thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Địa bàn triển khai đang là tâm dịch, vùng trũng về y tế. Do vậy, 100% cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đã được tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 và tập huấn các biện pháp phòng chống COVID-19 sát với điều kiện thực tế. 63 cán bộ chiến sĩ của bệnh viện sẽ chia thành hai nhóm để đến Nam Sudan bằng máy bay vận tải quân sự C-17. Đợt 1 xuất phát vào ngày 24 tháng 3 với 35 người và đợt 2 vào ngày 21 tháng 4.
Chuyển sang phần tin quốc tế, theo số liệu của Liên Hợp Quốc, có ít nhất 15 người chết, 400 người mất tích sau một vụ cháy lớn ở trại tị nạn của người Rohingya tại Bangladesh. Ngoài ra, vụ cháy vào ngày 23 tháng 3 còn làm 550 người bị thương và 45.000 người phải tháo chạy. Đây là một trong những khu tị nạn đông đúc nhất tại Bangladesh, bao gồm 4 khu vực với khoảng 124.000 người. Những người sống ở đây từng phải di tản 2 lần. Họ vốn đã tay trắng, nhưng tình cảnh hiện nay càng tồi tệ hơn. Lều của người tị nạn làm từ tấm tôn phế liệu, nhựa và bìa cắt tông nên rất dễ bốc cháy. Một nguồn tin nói rằng ngọn lửa được kiểm soát sau 6 giờ, nhưng ở nhiều khu vực khói vẫn bốc lên suốt đêm. Hội trưởng Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ ở Bangladesh cho biết có hơn 17.000 lán trại bị cháy. Hơn 1.000 tình nguyện viên và nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ cùng lực lượng cứu hỏa đã tham gia dập lửa, nhưng giờ đây tất cả những gì còn lại là tro tàn và nước mắt của sự tuyệt vọng tột cùng. Một khán đài bằng gỗ đã sập xuống, gây ra khung cảnh náo loạn tại hiện trường. Khoảng 100 người đã bị thương, trong đó ít nhất 20 khán giả bị thương nặng. Hai người đang trong tình trạng nguy kịch đã được nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy phần khán đài nơi có khoảng 400 khán giả đang ngồi bị sập xuống ngay trước trận khai mạc của giải vô địch Kabaddi thiếu niên lần thứ 47. Khung cảnh đã trở nên hỗn loạn sau vụ việc và mọi người khẩn trương tham gia cứu hộ các nạn nhân. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố sập khán đài. Truyền thông địa phương cho hay nó có thể liên quan tới việc khán đài được làm bằng các nguyên liệu có cấu trúc không đủ vững chắc để giữ được hàng trăm người ngồi trên. Giải thi đấu môn Kabaddi có sự tham gia của 1.500 vận động viên từ 29 bang, bao gồm đội nam và đội nữ. Vụ việc xảy ra vào ngày 22 tháng 3 tại Ấn Độ. Mới đây, một chiếc xe tải đã bốc cháy dữ dội và bất ngờ lao xuống đường ở thành phố Fayetteville, Bắc California, Mỹ. Theo đó, chiếc xe tải bốc cháy trên đại lộ Jimmy, nguyên nhân ban đầu được cho là do thời tiết nắng nóng. Sau khi bốc cháy, nó phát nổ và bắt đầu lao đi. Sau sự việc, người dân và các sĩ quan lập tức lao vào chữa cháy. Rất may ngọn lửa nhanh chóng được khống chế và không có ai bị thương. Theo là phần dự báo thời tiết cho đêm 24 và ngày 25 tháng 3. Khu vực miền Bắc trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3, sáng sớm và đêm thì trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, thấp nhất từ 17 đến 20 độ C. Khu vực miền Nam Trung Bộ Tây Nguyên trời có mây ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Còn ở khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổi trẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đó có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Meccano, dòng sản phẩm cao cấp.